Dụ tim Song Joong Ki, bí mật hẹn hò Song Hye Kyo, nghi vấn tái hợp sau 3 năm ly hôn. Thông tin cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo tái hợp ở nước ngoài khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Cách đây chưa lâu, thông tin cặp đôi đình đám xứ Hàn Song Joong Ki và Song Hye Kyo đường ai nấy đi sau nhiều năm bên nhau khiến nhiều fan bất ngờ. Kể từ đó cho đến nay, cả hai chưa bao giờ nhắc về nhau cũng như chạm mặt trước giới truyền thông lẫn khán giả. Tuy nhiên mới đây nhất, các fan của cặp đôi phim Hậu Duệ Mặt Trời đã không khỏi nháo nhào khi xuất hiện thông tin cho rằng cả hai đã gặp nhau ở nước ngoài, làm dậy lên nghi vấn tái hợp sau 3 năm chia tay. Cụ thể, Song Joong Ki đã có mặt tại Indonesia tham gia một sự kiện và tất tần tật mọi thông tin của anh chàng tại xứ vạn đảo đều nhận được sự săn đón. Điều đáng nói là một nghệ sĩ nội địa bất ngờ cập nhật trang cá nhân với dòng chú thích gây tranh cãi. Nữ nghệ sĩ Indonesia viết, Song Hye Kyo này vừa gặp lại chồng cũ Song Joong Ki. Chính dòng trạng thái này đã khiến các fan dậy sóng, không rõ thực hư thông tin này như thế nào. Không ít cư dân mạng cho rằng Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã hội ngộ sau hơn 3 năm ly hôn. Thế nhưng số khác cũng cho rằng nghệ sĩ người Indonesia đã khiến dân mạng hiểu lầm khi có phát ngôn thiếu rõ ràng. Có lẽ, điều mà nữ nghệ sĩ này muốn nói chính là việc bản thân giống với Song Hye Kyo và muốn cảm ơn thương hiệu vì đã cho mình có cơ hội gặp lại chồng cũ. Không hề liên quan gì đến việc cặp đôi Song bí mật hẹn hò hay sẽ tái hợp. Trước đó, Song Joong Ki và Song Hye Kyo cũng vướng nhiều tin đồn kể từ khi chia tay từ năm 2019. Tuy vậy, cũng từ đó cho đến nay, cả hai chưa bao giờ chạm mặt hay nhắc đến đối phương trên một phương tiện thông tin đại chúng nào mà thay vào đó giữ im lặng, kín tiếng hơn và tập trung cho con đường nghệ thuật.